Bắt trứng ốc bỏ vào chai rồi làm sting dâu, chàng trai khiến dân mạng tranh cãi. Theo đó, vì thấy ở đồng lúa gần nhà có nhiều trứng của con ốc, thanh niên liền dùng chai nhựa rồi lượn một vòng bắt đầy chai, tưởng để chuyển sổ hộ khẩu cho chúng. Ai ngờ chàng trai liền hóa kiếp cho bầy ốc ngay lập tức bằng việc dùng tay xóc mạnh để chỗ trứng trong chai vỡ vụn ra. Từ video quay lại có thể thấy rõ, chỗ trứng ốc ấy đã nát bét tạo thành một màu đỏ rực trông không khác gì là siro dâu hay sting đỏ. Đoạn clip ghi lại cảnh thú vui của chàng trai sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều lượt tương tác và không ít những tranh cãi trái chiều. Theo đó, một số người đã cho rằng việc làm này là ác vì anh vô tình sát sinh hàng ngàn con ốc sắp sửa được thấy mặt trời. Tuy nhiên, ẩn chứa đằng sau đó là sự thật khiến nhiều người phải suy nghĩ lại. Bởi lẽ, họ không biết rằng lũ ốc này có sức phá hoại mùa màng là vô cùng nhiều. Việc làm này đơn giản chỉ để hạn chế chúng sinh sôi nảy nở, tránh nguy cơ bị mất mùa nghề nông. Chỉ có điều hỗn hợp sting dâu của người này đăng clip trông có vẻ hơi ghê, nên khiến một số phải nảy ra tranh cãi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 Phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!